Ok, và xin chào các bạn. Thì hôm nay mình rảnh thì ok, mình sẽ ra clip mới nhá. Mình sẽ làm thử, mình sẽ đi vô trong cái hồ này, mình ăn thử món súng Sống. súng sống sẽ được cảm giác như nào nhá. Thì ok, thì xin các bạn hãy đi theo mình nhá. Ok, thì mình bắt đầu đi rồi các bạn ơi. Đi trên bờ. Bạn nào đã ăn thử món súng sống chưa nhỉ? Nếu bạn nào ăn rồi thì cho mình xem thử cảm giác như nào nhá. Mà đợi nhé. Nói chung đi khu này tôi nhé, hết cả mỗi cái đồ kia chưa mua rồi. Đất cũng rộng, đất rộng mà muốn làm khu này kinh tế mở đấy. Ok, thì mình đã gần tới cái hồ sen này rồi nhá mọi người, rồi hồ súng nhá mọi người. Mình đã đến cái hồ súng này rồi, bây giờ mình sẽ đây mình cho mọi người coi này, đợi mình xíu. Nào quang quang. Ok, thì mình đã đến cái hồ ấy nhá mọi người. Thì giờ mình sẽ đi bớt nhá mọi người. Mình bớt súng xong rồi mình sẽ ăn thử tại đây xem cảm giác như nào nhá. Xem ngon hay không thì các bạn hãy thường đón xem clip của mình nhá. Thì giờ mình sẽ bắt đầu hái nhá mọi người. Đi, hái. Nước nó cũng tầm khoảng hơn 1 mét thôi nha mọi người, nó không sâu lắm đâu, khoảng mét rưỡi thôi, mét rưỡi hơn mét rưỡi trở lại thôi nha mọi người. Thì thằng em mình đang hái này, thì giờ hái xong thì mình sẽ lên và ăn thử xem cảm giác như nào mọi người. Hái đi, cũng sâu phết nhỉ. Có bùn ở dưới không Tú? Không biết bạn nào đã ăn thử cái súng sống này chưa nhở? Nếu mà ăn rồi thì hãy comment cho mình biết cảm giác như nào nhá. Xem có ngon hay không thì hãy ý kiến cho mình biết nhá. Đây mọi người, thằng em mình đã hái gần xong rồi nhá. Nó cũng tương đối nhiều luôn. Giờ mình sẽ mang lên và ăn thử xem cảm giác thế nào thì mình sẽ nói với các bạn nhá. Xem thử có ngon hay không thì các bạn hãy đón xem clip của mình nhá. Để cắn lên là mấy con điểm đi. Mẹ nó. Thôi. Ok, thì giờ mình sẽ lên nhá mọi người. Để dưỡng nào mát mát thì về đủ thừa canh. Ok, thì đây này mọi người, mình đã hái xong hết tất cả nhá mọi người. Đây là súng à, thì ai chưa biết thì giờ mình cũng giới thiệu cho luôn nhá. Thì ok, thì mình đã hái hơi tương đối nhiều rồi nhá mọi người, tương đối là nhiều. Súng này dài lắm mọi người, khoảng gần 2 mét đấy, mọi người xem này. Thì giờ mình sẽ ăn thử xem cảm giác như thế nào nhá, có ngon hay không thì ok, thì giờ mình sẽ bắt đầu ăn nhé mọi người. Mình sẽ nói cảm giác của mình cho các bạn xem nhá. Ngồi ngồi xuống đi. Để em làm nhá. Để em làm nhá. Không biết làm ăn ngứa miệng đấy. Mình chết rồi. Ok, thì xem mọi người này. Mọi người xem này. Trước khi ăn thì mình phải tuôn tuốt cho hết cái vỏ, lớp vỏ bên ngoài ra nhá mọi người. Đây này. Đấy, thằng em mình đã tuốt xong rồi nhá mọi người. Đây này. Đấy, thì ai chưa biết thì xem clip này sẽ biết. Xem thử cảm giác hay không thì ok, thì giờ mình sẽ thử xem ngon hay không nhá mọi người. Thì xin phép mọi người mình ăn thử nhá. Ừ, ngọt ngọt chát chát mọi người à. Ngon phết nhỉ. Ngon đấy. Cái này mà về nấu canh chua là quá tuyệt vời. Thề luôn, canh chua cá lóc. Đây này mọi người xem này. Đây là bông súng nhá mọi người. Chỉ có những vùng quê mới có này thôi nhá mọi người. Chứ thành thị sẽ không có đâu mọi người.
Đấy thì hôm nay mình ra clip này thì mình cũng quay chơi với cả mình cũng quay clip này lên cho tất cả mọi người xem biết cảm giác là ăn súng xem cảm giác như thế nào nhá mọi người. Ăn súng vỡ mồm. Ăn súng chỉ có vỡ mồm. Ăn súng chỉ có vỡ mồm với chị đi ở đó mày. Ăn bông súng nhưng phải ăn súng nhá mọi người. Súng có phải chết. Cái này mà có thêm muối, bát muối ớt ấy mà chấm vô nó thì ngon lắm mọi người à. Thì ai mà gần nhà hay là nhà ai có ao súng, ao sen thì ăn thử xem cảm giác như nào nhá, sẽ biết vị ngon hay không. Nó chát chát ngọt ngọt lắm mọi người. Thì ok thì mình sẽ xin kết thúc video đây nhá. Nếu cảm thấy hay thì hãy like, share and subscribe cho kênh YouTube của mình nhá. Kênh YouTube của mình là IVUP. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ mình nhá. Xin chào và hẹn các bạn.